tìm kiếm bé trai mất tích đôi dép ở gần mương nước là manh mối duy nhất nữ hiệu trưởng mầm non cho vay nặng lãi giá cắt cổ 2.500% trên năm phát hiện kho chứa 500 kg tiền chất thuốc nổ làm pháo đục tường giải cứu hai du khách nước ngoài mắc kẹt trong thang máy ở nhà trang nhạc sĩ lưu thiên hương chính thức thôi việc ngừng giảng dạy tại nhạc viện Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, đêm 20 tháng 1 vừa qua là một đêm mất ngủ của bà con và cán bộ thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, trước thông tin bé trai mất tích và manh mối duy nhất tìm thấy là đôi dép rơi ở gần mương nước. Nghi vấn được đặt ra cho rằng cháu bé đã bị đuối nước. Chính vì vậy, lực lượng chức năng địa phương đã điều động phương tiện vào cuộc tìm kiếm trong đêm. Theo ông Nguyễn Văn Lành, bí thư đảng ủy xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một cháu bé nghi đuối nước tại mương nước của đê thủy lợi trên địa bàn. Danh tính cháu bé được xác định là N.A.K. sinh năm 2019, ở tại thôn Tích Tường, xã Hải Lệ. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà không thấy cháu N.A.K. nên tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm cháu K, người nhà phát hiện một đôi dép tại khu vực mương nước của đê thủy lợi. Ngay sau đó, người nhà thông báo sự việc cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Trị điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Ông Nguyễn Văn Lành cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm cháu bé vẫn đang được triển khai. Tình trạng cho vay nặng lãi thường xuyên xảy ra trong nhiều năm gần đây. Các đối tượng cho vay tiền thường không lãi với lãi suất trên trời nhằm đẩy người vay vào tình cảnh khó khăn trồng chất khó khăn. Mới đây nhất, phải kể đến thành công của lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu khi triệt phá thành công ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 2.555% trên năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, người đứng đầu ổ nhóm này lại là một hiệu trưởng trường mầm non. Tối 20 tháng 1, Công an huyện Tân Nguyên, tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an xác định bị can Hà Thị Nhàn là hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn xã Khao Màng, huyện mù Cang Trải, Yên Bái. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, bị can Nhàn đã 18 lần cho ông mở giám đốc công ty Toàn Ngọc, Tân huyền và nhiều cá nhân khác vay nóng với lãi suất từ 365 đến 2.555% trên năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Do ông M không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi, nên khoảng trung tuần tháng 12 năm 2023, Nhàn đã thuê nhóm thanh niên có lai lịch bất hảo ở tỉnh Lào Cai đến nhà, đến nơi làm việc của ông M, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ gây tâm lý bất an trong cộng đồng. Trong quá trình điều tra chuyên án, Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy, sinh năm 1976, trú tại huyện mù căng trải, tỉnh yên bái về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Dịp cuối năm cận kề, nắm được nhu cầu sử dụng pháo chơi pháo ngày tết mà các đối tượng buôn lậu chế tạo pháo ngày một gia tăng. Với hàng nghìn tấn pháo sản xuất mỗi ngày, các đối tượng đem đi tiêu thụ khắp mọi nơi. đáng chú ý các loại chất nổ này không được kiểm định, dễ gây cháy nổ, mất an toàn. Mới đây, công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ập vào căn nhà, phát hiện gần nửa tấn tiền chất thuốc nổ và số lượng lớn tang vật dùng để sản xuất pháo. Hai thanh niên tàng trữ đã bị khởi tố bắt giam. Ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng cùng 32 tuổi, quê Tiền Giang, về tội tàng trữ vật liệu nổ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp phê chuẩn. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp phát hiện ngôi nhà ở đường Phạm Văn Triều, phường 16 quận Gò Vấp, nghi vấn có tàng trữ nguyên liệu sản xuất pháo nổ nên tiến hành theo dõi và kiểm tra. Tại căn nhà, Công an phát hiện có gần 500 kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ, gần 100 mét dây trái chậm, gần 900 kg vỏ nhựa hình quả banh các loại nhiều màu sắc gần một tấn ống giấy hình trụ bằng các tông các loại, 11 thùng giấy màu đỏ với kích thước khác nhau, nghi vấn là nguyên liệu để sản xuất pháo nổ. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, công an còn phát hiện 275 đơn hàng đã đóng gói sẵn, chuẩn bị gửi đến khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước và nhiều tài liệu máy móc có liên quan. Công an bắt giữ hai thanh niên tại ngôi nhà là chủ của số hàng hóa bị thu giữ. Hai người này khai báo thuê ngôi nhà để chứa số hàng trên. Hai người thừa nhận đã nắm bắt nhu cầu của nhiều người muốn chơi pháo vào dịp Tết nên tìm mua các nguyên liệu trên mạng và giao bán lại cho khách để hưởng tranh lệch. Đặc biệt, trong nhiều sản phẩm được giao bán thì ngoài các vỏ bánh nhựa, lõi giấy, giấy đỏ thì còn có cả các hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ như bột nhôm đèn hay còn gọi là nhũ đèn, bột K3, KCLO3, lưu huỳnh, bột vàng, bột natri, natri. Các chất này nếu được pha trộn theo công thức và tỷ lệ sẽ tạo ra thuốc nổ đen, một loại vật liệu nổ công nghiệp. Nếu không đăng ký giấy phép theo quy định và được quản lý chặt chẽ về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đã khởi tố hai người và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Chiều 20 tháng 1 vừa qua, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng cứu nạn cứu hộ của đơn vị vừa giải cứu thành công hai du khách người Trung Quốc kẹt trong thang máy một khách sạn 4 sao ở thành phố Nha Trang. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, hai du khách người Trung Quốc gồm Kai Seangu, sinh năm 1956, và Liu Guoqiang, sinh năm 1954, lưu trú lại một khách sạn 4 sao ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang. Trong lúc đi thang máy xuống tầng bên dưới, bất ngờ thang bị sự cố khiến hai người này mắc kẹt bên trong. Vị trí thang máy bị mắc kẹt nằm giữa tầng 19 và tầng 20 của khách sạn đã khiến hai du khách lo sợ. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng, phương tiện cơ động đến hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa tiến hành chấn nạn, động viên tinh thần hai người bị mắc kẹt trong thang máy, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng tiến hành phá rỡ một phần tường bao thang máy để giải cứu người bị mắc kẹt. Gần một giờ đồng hồ sau đó, lực lượng cứu nạn đã giải cứu thành công hai du khách nêu trên. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được, mời quý vị theo dõi. Tối 20 tháng 1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai ô tô tải đang vận chuyển khoảng 44 tấn đường cát trắng có nguồn gốc từ Thái Lan, không có hóa đơn chứng từ. Theo đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và bằng các biện pháp nghiệp vụ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bình Định phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, đội quản lý thị trường số 3, cục quản lý thị trường Bình Định tiến hành kiểm tra hai xe tải lưu thông trên hướng Bắc Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai xe tải đang vận chuyển gần 900 bao tải đường cát trắng, tổng khối lượng khoảng 44 tấn, có nguồn gốc từ Thái Lan, không có hóa đơn chứng tử. Khoảng 13 giờ 30 ngày 20 tháng 1 tại km 26 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba phương tiện gồm ô tô 7 chỗ và hai xe đầu kéo. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ nằm lọt thỏm giữa hai xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện bị hư hỏng, rất may không gây thương vong về người. Ngay khi xảy ra vụ việc, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 6 cục cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 20 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại Chùa Phật Quang. Sau 30 phút, lực lượng chức năng tiếp cận và tổ chức chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trận hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều nội thất bên trong khu vực giảng đường, pháp vân đường, có diện tích 200m2, thuộc khuôn viên ngôi chùa cổ đã bị cháy rụi Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản đang được điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 20 tháng 1, một kho chứa nguyên liệu thuộc công ty cổ phần công viên mô tô tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Nguyên phát cháy. Do chất cháy chủ yếu là mút làm nệm nên ngọn lửa nhanh chóng cháy bùng dữ dội, cột khói bốc cao. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng gần 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Liên quan đến lùm xùm đồng nghiệp có hành vi bạo lực học đường, cụ thể là ném điện thoại vào mặt lưu Thiên Hương, được bàn luận sôi nổi trong những ngày gần đây. Phía nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vừa phản hồi về thông tin này. Đồng thời, tính đến thời điểm ngày 20 tháng 1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã được đồng ý cho nghỉ việc tại nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh theo nguyện vọng sau vụ tố nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền. Theo xác nhận của ông Hoàng Ngọc Long, quyền giám đốc nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh thì ban giám đốc đã đồng ý cho nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Được biết, vào hôm 16 tháng 1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã lên hòa giải với nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền theo yêu cầu của ban lãnh đạo nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Hoàng Ngọc Long, tại buổi hòa giải, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và cả nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền đều đã gửi lời xin lỗi đến nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không xin lỗi nhau. Bên cạnh đó, Quyền giám đốc nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định không có chuyện nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật nhạc sĩ Lưu Thiên Hương như những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng. Về phía nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nữ nhạc sĩ cũng chia sẻ mình sẽ tiếp tục cộng tác với nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được thuyết phục và nữ nhạc sĩ cũng không muốn cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng đến công việc và cũng đang hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp. Nữ nhạc sĩ cũng đã xóa bài viết cũng như clip tố cáo nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền ném điện thoại vào mình trên trang Facebook cá nhân. Thế nhưng đến 19 tháng 1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ cho biết đã nộp đơn xin nghỉ việc tại nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sau những ồn ào. Nữ nhạc sĩ cũng chia sẻ, mình đã bị ảnh hưởng đến tinh thần khá nhiều vì vụ việc vừa qua và muốn dành thời gian để ổn định tinh thần. Theo báo cáo từ nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1, tại phòng hòa nhạc B, khoa Jazz, Pop, Rock và công nghệ âm nhạc tổ chức thi học kỳ cho sinh viên. Trong lúc chấm thi chuyên môn có sự mâu thuẫn, tranh cãi giữa giảng viên Lưu Thiên Hương nhạc sĩ, giảng viên thỉnh giảng và giảng viên Võ Thị Minh Huyền, giảng viên biên chế. Đến ngày 12 tháng 1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân tố giảng viên, nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền đã có hành vi vu khống, thậm chí ném điện thoại thẳng vào mặt mình. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gọi đây là sự việc vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đính kèm clip 5 giây đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Vụ việc gây ồn ào những ngày qua, buộc nhà trường báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Hoàng Ngọc Long, quyền giám đốc nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo nhà trường họp khẩn, thống nhất hình thức xử lý giảng viên Minh Huyền là khiển trách. Ông Long cho biết, ban giám đốc nhận thấy hành vi của cô Minh Huyền là sai và thiếu chuẩn mực, giảng viên cũng đã nhận sai. Chúng tôi xử lý trường hợp này đúng theo bộ quy tắc ứng xử học đường mà nhạc viện ban hành trước đó. Thưa quý vị, ngay sau khi VTV đưa ra thông báo Táo Quân 2024 vẫn lên sóng vào đúng dịp giao thừa Tết Giáp Thìn thì trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình TVAD thuộc Đài Truyền hình Việt Nam cũng công bố bảng giá quảng cáo trong chương trình. Đáng chú ý, giá quảng cáo 30 giây trong chương trình Táo Quân là gần 650 triệu đồng, khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng trước con số này. Bảng báo giá do bà Đỗ Thị Lan Hương, giám đốc TVAD ký, thời lượng quảng cáo được ấn định lần lượt là 10 giây Giá 322 triệu đồng 15 giây, giá 378 triệu đồng 20 giây, giá 484 triệu đồng 30 giây, giá 645 triệu đồng. Như vậy, nếu thương hiệu nào muốn xuất hiện khoảng 1 phút trong chương trình Táo Quân 2024 sẽ phải chi ít nhất khoảng 1,2 tỷ đồng. Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Có thể thấy, bảng giá quảng cáo Táo Quân 2024 không có quá nhiều thay đổi so với những năm trước đó. Năm 2022 Bảng giá quảng cáo ở táo quân được coi là ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, các nhãn hàng muốn xuất hiện trong buổi phát sóng táo quân 2022 vào đêm 30 Tết phải trả 650 triệu đồng cho quảng cáo 30 giây, 487,5 triệu đồng cho 20 giây, 390 triệu đồng cho 15 giây và 325 triệu đồng cho 10 giây. Trong chương trình táo quân 2022 và táo quân 2023, nhãn hàng chịu chi nhất là một ngân hàng khi chiếm sóng quảng cáo với thời lượng 140 giây, tức 2,3 phút ở cả hai năm. Dựa theo bảng giá năm 2023 do TVAD thông báo, ngân hàng này phải chi ra ít nhất khoảng 3 tỷ đồng để xuất hiện trong chương trình. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao có mức giá cao ngất ngưỡng quảng cáo trên chương trình gặp nhau cuối năm táo quần vẫn luôn kín sóng nhiều năm qua. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng giá quảng cáo trên chương trình gặp nhau cuối năm táo quần có thể coi là cao so với mặt bằng chung. Nhưng con số thực tế mà một doanh nghiệp trả cho VTV có thể khác biệt. Theo ông Long, sở dĩ như vậy là vì trong thỏa thuận quảng cáo thường có các khoản chiết khấu và ưu đãi khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời lượng, thời điểm phát sóng và mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đài truyền hình. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói, quan trọng hơn, việc đánh giá giá trị của một quảng cáo không chỉ dựa trên con số chi phí mà còn dựa trên giá trị mà quảng cáo mang lại. Nếu một doanh nghiệp nhận thấy rằng việc quảng cáo trong táo quân có thể tiếp cận đúng đối tượng khán giả của họ và tạo ra hiệu ứng thương mại tích cực, họ sẽ coi đó là một khoản đầu tư xứng đáng. Cuối cùng, quyết định tham gia quảng cáo sẽ phụ thuộc vào sự phù hợp giữa chi phí và giá trị mà quảng cáo mang lại cho doanh nghiệp. Được biết, doanh thu quảng cáo của Táo Quân ở mức gần 30 tỷ đồng trong những năm gần đây. Năm 2021 là 27 tỷ đồng và 28 tỷ đồng vào năm 2023. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhìn nhận, con số trên cho thấy sự ổn định và mức độ quan trọng của chương trình này trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo tại Việt Nam. Ông Long đánh giá, dù có những biến động nhỏ về doanh thu qua các năm, nhưng tổng thể, chương trình vẫn duy trì được sức hút lớn đối với các nhà quảng cáo. Sự ổn định này không chỉ phản ánh giá trị của táo quần như một phần không thể thiếu trong văn hóa Tết của Việt Nam, mà còn cho thấy khả năng của chương trình trong việc thu hút khán giả, đặc biệt là vào dịp giao thừa. Ông Long phân tích thêm, giả sử 30% dân số Việt Nam tương đương khoảng 30 triệu người xem Táo Quân. Khi chia doanh thu quảng cáo 30 tỷ đồng cho 30 triệu người, chi phí tiếp cận mỗi người là 1.000 đồng. Ông Long nói, đây là một con số khá hợp lý khi xét đến giá trị thương hiệu của Táo Quân, một chương trình được mong đợi và yêu thích hàng năm. Sự kết hợp giữa độ phổ biến cao và vị thế đặc biệt của chương trình trong văn hóa Tết ở Việt Nam làm gia tăng giá trị của quảng cáo trên nền tảng này. Xét về mặt kinh tế và thương hiệu, 1.000 đồng cho mỗi lần tiếp cận người xem không phải là con số cao, đặc biệt là khi so sánh với tầm ảnh hưởng và sự kết nối mà táo quân có với khán giả. Nếu có đủ nguồn lực, đầu tư vào quảng cáo trong chương trình này có thể là một quyết định tốt, đặc biệt là khi muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ và đạt được độ phủ sóng rộng rãi. Táo Quân là chương trình hài kịch truyền hình ra mắt lần đầu vào năm 2003, được khán giả yêu thích vì nội dung hài hước, trào phúng, đả kích thâm thúy khi nhìn lại những sự việc nổi bật mỗi năm. Mỗi lần phát sóng, Táo Quân đều thu hút lượng lớn người xem và quan tâm. Năm 2023, Táo Quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần hai thập kỷ, như nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Chí Trùng, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.